Vâng, xin chào bà con. Sau 5 tiếng đồng hồ thì vừa chú vừa thợ chúng tôi đã đổ xong cái móng nhà như là 120 m². Thế để trong cái đó thì xong rồi thì anh em tôi cũng có con cởi tơ Bắc Kinh. Có ông cậu, ông ấy ở Móng Cái, ông ấy bắt được con cởi tơ của Hồ Cấm Đảo. Thế anh em tôi về này, quyết định hôm nay là cũng phải làm thịt luôn, còn chưa biết được mỡ hay lạc. Thế bây giờ xin mời bà con nhé, là cùng chúng tôi nhé, là ta đổ móng xong rồi bây giờ ta sẽ quay vào ta làm con cởi tơ. Mà... Hôm nay công tác mệt nhọc.
Thank you.
Thank you.
Vừa chú vừa thợ chúng tôi đã đổ xong cái móng nhà như là 120 mét vuông.